Với tổng diện tích nhà đất là 108m2 và toàn bộ là đất thổ cư. Thửa đất có chiều ngang 6m, chiều dài 18m hướng nam, gia chủ rao bán là 1 tỷ 700 triệu đồng. Thửa đất thuộc thị trấn Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, kính thưa quý vị. Dạ, kính chào quý cô chú và anh chị, và lời đầu tiên thì con xin chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm ủng hộ kênh của con trong suốt thời gian qua. Con xin kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha. Dạ thì hiện tại con đang di chuyển trên tuyến đường số 1 của khu dân cư thị trấn Mỹ Phước Tây, kính thưa quý vị. Thì cái hướng từ đường tỉnh 868 chúng ta đi vào 250m thì chúng ta sẽ đến vị trí của căn nhà và thửa đất đang rao bán. Đó, thì khi mà đi vào thì dọc tuyến đường ở bên trái màn hình, tức là vị trí của công viên nha quý vị. Để dễ hiểu hơn thì con sẽ mô phỏng bằng bản đồ vệ tinh cho quý cô chú và anh chị nhìn rõ hơn ha. Rồi từ đường tỉnh 868 chúng ta đi vào 250m sẽ đến vị trí của căn nhà. Xung quanh thì trường học, ủy ban, chợ rồi rất là đầy đủ nha quý vị. Đó, thì nguyên cái khu dân cư, cái khu dân cư của thị trấn Mỹ Phước Tây này nó rất là rộng ha, còn rất là rộng luôn. Và cái khu công nghiệp á là nó sẽ ở gần cái vị trí căn nhà, thì từ căn nhà này qua cái khu công nghiệp thì nó tầm khoảng là 1 km thôi đó. Và chúng ta đi các hướng, chúng ta đi về Sài Gòn thì mất khoảng 80 cây số, chúng ta đi đến quốc lộ N2 qua thị trấn Tân Thạnh thì mất khoảng 12 cây số, và ra thị xã Cai Lậy cũng mất khoảng 12 cây số, kính thưa quý vị. Và hướng đi vào trong là hướng đi vào tỉnh Đồng Tháp ha. Rồi thì hiện tại con đang đứng trước mặt căn nhà, thì cái phần đối diện là cái phần có cỏ nào quý vị, đó chính là cái phần thuộc vào cái bản vẽ, trên đó là cái công viên nha quý vị, công viên cây xanh đó, công viên vỉa hè cây xanh. Rồi căn nhà của chúng ta thì ở vị trí này đó, đối diện với cái công viên luôn nha quý vị. Thì hiện tại công viên thì cũng chưa được hoàn thành và hoàn chỉnh nên là còn cỏ rất là nhiều, nhưng mà bên đó là cái dự án khu công viên. Rồi căn nhà của chúng ta có hướng nam ha, nhà hướng nam có chiều ngang, tổng chiều ngang nó là 6m và chiều dài là 18m. Hiện tại là trên cái sổ này 100% là đất thổ cư rồi đó, căn nhà rất là rộng, kính thưa quý vị. Thì căn nhà này chủ làm cũng rất là sạch sẽ nha quý vị. Đó, tường cũng được dán gạch lên rồi, được lát rạch thì cũng rất là sạch sẽ ha, cái màu rất là sáng. Thì bên hông căn nhà này cũng còn tầm 1,5m cái đường luồng ở bên hông nha quý vị. Đây là phần đường luồng nè, thì có thể là gia chủ làm cái đường này để sau này nó thông thoáng hơn, có gió đi vào nhà đó. Giá chủ rao bán là 1 tỷ 700 triệu đồng đó, giá trên thì có thương lượng nha quý vị. Thì cái số điện thoại trên màn hình là 0968 119 2729, đó là số điện thoại của anh Nghĩa là chủ căn nhà này, kính thưa quý vị. Thì căn nhà này chúng ta thương lượng trực tiếp với chủ nha. Và bên trong căn nhà này chúng ta đi vào thì sẽ gặp một cái không gian phòng khách, thì đương nhiên rồi, căn nhà này cũng vậy, chúng ta đi vào sẽ gặp không gian phòng khách. Và tiếp theo đó là không gian của hai cái phòng ngủ nha quý vị. Một cái phòng ngủ ở bên trái màn hình nè, tại vì hiện tại gia chủ đang ở nên là đồ cá nhân rất là nhiều ở trong phòng nên con cũng không tiện quay video trong đó, kính mong quý cô chú và anh chị thông cảm nha. Thì đi qua hai cái phòng này chúng ta sẽ đến không gian bếp và không gian toilet nha quý vị. Ở phía sau thì cũng còn một cái khoảng trống phía sau để chúng ta phơi đồ ha. Đó, không gian bếp ở đằng sau thì một cái nhà tắm và một cái toilet. Trước cửa nhà tắm toilet này thì cũng còn một cái không gian cũng khá là rộng nha quý vị. Rồi tiến ra đằng sau sẽ đến cái khu vực của bếp nè, bếp nấu ở bên phải. Đó, bếp nấu của chúng ta ở bên phải ha. Và đi ra đằng sau thì cũng còn một cái không gian mở ở đằng sau cũng rất là thông thoáng, ở đằng sau chúng ta có thể là để phơi đồ. Thì tất nhiên rồi, chủ nhà chờ cái phần này mục đích là chắc có lẽ là để phơi đồ, kính thưa quý vị. Đó, đây là toàn bộ không gian nhà nha quý vị. Thì bây giờ con sẽ di chuyển ra đằng trước và con sẽ đi quay video cái tuyến đường từ vị trí căn nhà này đi ra tới bên chợ và đi qua cây cầu tới ngay chỗ cái vòng xoay. Thì có sẽ một cái hướng đi thẳng là đi về Long An, rồi một cái hướng rẽ phải thì sẽ đi về thành phố Hồ Chí Minh, và cái hướng ngược lại thì chúng ta đi ra thị xã Cai Lậy nha quý vị. Thì quý cô chú và anh chị, nếu mà chúng ta dân địa phương thì nói đến thị trấn Mỹ Phước Tây thì chúng ta cũng sẽ biết đến
cũng sẽ dễ tìm được căn nhà này lắm quý vị. Thì ở ngoài thị xã đi vào, chúng ta đến khu dân cư của thị trấn Mỹ Phước Tây, thì chúng ta tới tuyến đường đầu tiên chúng ta rẽ trái nha quý vị. Đó thì ở đầu đường á thì chúng ta rẽ vào một đoạn thì có một cái quán cà phê cũng rất là lớn ha, và một cái quán karaoke đó, thì chúng ta đi thẳng vào trong luôn. Thì chúng ta sẽ đi ngang một cái nhà yến rất là cao, và phía bên trong đó nữa thì cũng có một căn biệt thự rất là rộng. Thì nhà này thì được hoàn thiện rồi, chúng ta về chỉ việc dọn vào ở thôi kính thưa quý vị. Đó, đây là toàn bộ không gian nhà ha. Giá là 1.700.000.000 đồng. Thì giá trên có thương lượng với cô chú và anh chị, gọi số điện thoại trên màn hình là số điện thoại của anh Nghĩa, của chủ nhà luôn kính thưa quý vị. Dạ, và trong lúc thực hiện video có điều chi sơ sót thì kính mong quý cô chú và anh chị vui lòng lượng thứ bỏ qua giúp con nha. Đây là phần mặt trước của căn nhà này kính thưa quý vị. Thì con đường ở đằng trước này, con đường thông vào bên trong luôn, rất là sâu ở bên trong nha. Đối diện căn nhà này chính là cái phần đất của nhà nước, thì người ta để làm cái công viên cây xanh ở bên đó. Đó, cái khu đất trống này nè kính thưa quý vị. Đây, khu đất trống này là công viên cây xanh, còn rất là rộng, cái khu đất trống này còn rộng lắm. Rồi, cái hướng này là hướng chúng ta đi ra nè. Rồi, bây giờ con sẽ di chuyển ra tuyến đường 868. Đi ra tới đầu đường, chúng ta rẽ phải 12 cây số thì chúng ta sẽ đến vị trí của thị xã cái lại. Và chúng ta rẽ trái đi thẳng luôn là 12 cây số nữa, chúng ta sẽ đến vị trí của thị trấn Tân Thạnh của tỉnh Long An, tức là đi ra quốc lộ N2 là ngay thị trấn Tân Thạnh đó luôn. Và khi mà chúng ta đi ra, chúng ta rẽ trái thì hướng đó cũng là hướng lại chợ luôn, lại trường học luôn. Rồi chúng ta sẽ qua cây cầu thì tới một cái vòng xoay đó quý vị. Thì ngay chỗ cái vòng xoay đó thì là bệnh viện ha, bệnh viện Mỹ Phước Tây. Ở trong đây thì nhà yến nhà to rất là nhiều luôn kính thưa quý vị. Và ở đây thì có một cái khu công nghiệp đã cầm bản quy hoạch lên rồi, một cái khu dành cho khu công nghiệp luôn. Nên là cái khu thị trấn Mỹ Phước Tây này hiện tại giá đất đang sốt và đang tăng theo từng ngày luôn kính thưa quý vị. Đó, thì đây là cái trục đường chính rồi quý vị, trục đường tỉnh 868. Cái đường này nó rất là dài. Nó dài từ nói chung nó thông qua tới Campuchia luôn đó kính thưa quý vị. Nếu mà theo hướng trước mặt chúng ta đi thẳng qua Tân Thạnh rồi chúng ta đi thẳng nữa thì sẽ nói với quốc lộ 62, chúng ta đi về Campuchia luôn. Và chúng ta đi hướng ngược lại thì chúng ta sẽ ra thị xã Cai Lậy, và tiếp tục đi thẳng chúng ta sẽ qua tới Bến Tre luôn kính thưa quý vị. Tuyến đường 868 này nó nói rất là nhiều, nó nói thêm vài tuyến đường nữa lên là nó rất là dài luôn, nó rất là thẳng nha quý vị. Có nghĩa là tuyến đường thẳng nó dài dữ lắm. Thì ở bên trái màn hình thì đó là khu Bách Khoa Xanh ha. Rồi chúng ta quẹo trái đường này thì sẽ vào cái trường học, và ở bên phải chính là cái chợ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi thẳng qua cây cầu, sẽ đến cái vị trí của vòng xoay ha. Qua cầu này thì đến vòng xoay nếu mà chúng ta quẹo phải thì về Sài Gòn là 80 cây số. Chúng ta đi thẳng là qua Long An là 12 cây số, và ngược lại chúng ta đi trở ra thì ra thị xã Cai Lậy là 12 cây số. Chúng ta nếu chúng ta quẹo trái thì chúng ta sẽ qua tỉnh Đồng Tháp. Qua tỉnh Đồng Tháp thì mất khoảng 15 cây số nha quý vị. 15 cây số chúng ta sẽ đến vị trí địa phận của tỉnh Đồng Tháp rồi. Đó, chúng ta nhìn ở bên trái màn hình có những căn nhà yến rất là to ha. Khu vực này rất là phát triển, hiện nay nó giá đất ở đây lên rất là nhiều, lý do là khu công nghiệp đã cầm cái bản quy hoạch rồi. Đó, tới cái vòng xoay nè quý vị, thì trước mặt chúng ta cái góc bên trái thì nó sẽ là, đó, ngay trước mặt chúng ta chính là cái vị trí của bệnh viện Mỹ Phước Tây ha. À, bây giờ con sẽ đi vòng lại nha quý vị, vòng lại một lần nữa cho quý cô chú và anh chị tham quan cái khu thị trấn này. Đó, tức là cái hướng này chúng ta sẽ đi ra thị xã Cai Lậy luôn nè quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi trở ra thì tiếp tục cái chợ thì nó sẽ nằm ở bên trái, xuống dốc cầu cái chợ nằm bên trái, còn chúng ta quẹo phải là vô cái khu trường học. Rồi chúng ta đi thẳng ra thị xã Cai Lậy. Và trên tuyến đường thẳng này ngân hàng ha, ngân hàng rồi Bách Khoa Xanh, Thế Giới Di Động, tất cả mọi thứ đều có ở đây hết. Mọi an sinh xã hội đều có hết kính thưa quý vị. Và ở đây chúng ta đi về Sài Gòn rất là dễ luôn, chúng ta đi lên N2 chúng ta về cũng được, và chúng ta đi đường tỉnh 865 chúng ta về cũng được. Rồi đến đây thì con xin kính chào quý cô chú và anh chị, và hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị trong video tiếp theo nha.